Em giỏi quá. Để anh làm cho. Thôi, anh mang lên nhà trước đi. Đã lâu anh không đàn cho em nghe đấy. Quyên à, em đi tắm đi, cho cô bác phải chờ. Em có chuyện này hay lắm nha. Chuyện gì đó em? Lát nữa em mới nói cơ. Pin. Mai nha. Mai rồi chú cho cháu đi. Dân à, cháu đi chơi nha. Đúng đêm nay McNamara sẽ qua cầu. Nó mới tăng thêm 2 tiểu đội canh gác nữa. Tối đi nghe. Lời đi nghe. Anh ạ, em mua 2 vé đi xem chiếu bóng. Tối nay anh đi với em nhé. Quyên à, bữa nay anh mắc chút việc. Với là phim của chúng nó, coi làm chi em. Thank you.
Làm thế nào để Quyên hiểu anh lúc này? Cái nhẫn nó cùng cộm, dướng quá. Sao anh bảo cuộn ngón tay mới rời nhẫn của em cơ mà? Quyên đừng nghĩ oan cho anh. Anh nói thiệt đó. Thôi, anh bận thì anh cứ đi đi. Anh đang chữa cái máy phức tạp quá. Sáng mai xong việc, chúng mình sẽ lại mặt thăm cô bác. Em muốn đi đâu anh cũng chiều. Quyên, anh bị bắt. Ngăn nắp đẹp đẽ gớm. Mới cưới vợ sung sướng thêm còn làm loạn. Đợt mắng lô liêm. Quần áo mới. Vợ trẻ. Hạnh phúc thế mày còn muốn gì? Đêm qua tao đã trả lời bọn mày mấy lần rồi. Muốn gì à? Muốn giết hết bọn Mỹ cướp nước. Muốn miền Nam được giải phóng. Ai xui mày giật cầu công lý để mưu sát ngài Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ? Tao đã nói rồi. Chính tao đã tổ chức việc giết thằng chó đẻ đó. Ngoài ra không còn ai khác. Cô biết chất nổ đâu không? Tôi không biết. Căn buồng này sẽ là phòng hạnh phúc của vợ chồng cô. Nếu cô khai ở đâu dấu chất nổ, bằng không tôi sẽ đánh chết chồng cô tại đây. Không, tôi không biết. Căn buồng này sẽ là nơi tra tấn mày đến chết. Nếu mày không khai nơi giấu chất nổ. Tao không biết chất nổ đâu hết.
Chết nó đâu. Chết nó đâu. Chết nó đâu. Mau lên, chết nó đây đâu. Không hành chồng tôi. Chết nó đâu. Đừng im. Buông ra. Chết nó đâu. Không. Chết nó đâu. Nói. Chết nó đâu. Chết nó đây đâu. Hả? Không. Chết nó đâu. Không khai hả? Chết nó đâu. Khai. Chết nó đâu. Không. Không có đánh chồng tôi. Chết nó đâu. Chết nó đâu. Chết nó đâu. Chết nó đâu. Ngồi xuống. Chắc nổ đâu. Thỏ mày chân đủ đâu? Ừ. Đến nơi nào có bọn mày ở mà tìm. Sẽ thấy. Đi. Cho đi. Quyên. Buông em ra. Lo. Anh trời ơi. Buông ra. Nè. Thôi. Liệu mày lấy chồng sớm đi của em. Tôi thằng này đang chết lắm rồi. Anh trời ơi. Trời ơi. Anh trời ơi. Đi. Đi. Thằng này. Đi. Không thì mày nói nào. Đi. 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 Đứng ai đó nhà thằng đối. Tôi không biết. Không biết hả? Không biết. Mới giờ hôm qua mày đi đâu? Tôi vô đi. Thằng chỗ thôi đó nhà ai? Tôi không biết. Không biết. Không mà vô thằng ngõ ở chỗ nào? Tôi không biết. Mày chỉ nói là chú cá mà không biết hả? Tôi chỉ biết chú tôi là thợ điện thôi. Thợ điện. Đưa sang phòng số 2. Đi. Mày muốn chết là sao mà công khai hơn á? Vợ chồng cô rất đẹp đôi. Ở đây ai cứng đầu, chúng tôi sẽ úp lên đầu một cái máy biết sự thật của quê kỳ, là biết được hết ý nghĩ. Có nói không? Ừ. Mày lấy cờ ở đâu? Không nói à? Không nói hả? Không nói hả? Không nói hả? Chết hả?
Ai trao cờ cho mày? Không biết. Tổ trưởng mày là ai? Không biết. Có khai không? Không. Nhất định không khai hả? Không. Các ông bảo cho tôi đi thăm chồng tôi, sao lại đưa vào đây? Chạy dưới xà lim số 4. Đi. Được. Mày sẽ biết tại tao. Nào lên. Đi. Cho xin một miếng vải, mau lên các chị. Cho em khóc một chút thôi. Về đây có chị của em mới trước mặt chúng em không khóc bao giờ. Em phải khinh chúng nó. Em uống đi. Có chừng đó, thằng này hồi trưa đã nhảy lầu định trốn, mất nó hả? Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Má ơi, má. Chị nên giữ gìn sức khỏe. Chồng tôi bị bắt, tôi lo quá. Họ bảo cho đi thăm. Ai ngờ họ nhốt tôi vào đây. Lừa đảo thật, giả man. Anh ấy là ai? Anh Trỗi. Anh Trỗi là ai? Anh Trỗi à? Phải anh Trỗi phá cầu công lý không? Trời, chị là vợ anh Trỗi, người định giết thằng McNamara. Anh Trỗi đã hay em bị bắt chưa? Em không biết. Chị Quyên đó. Quyên đó phải không? Có phải em hay mặc áo màu xanh nước biển đó không? Dạ, đúng đấy ạ. Con ơi con, tụi nó có đánh con không? Dạ, chúng chưa đánh, mới hỏi và dọa nhiều thôi ạ. Từ bữa thằng Tư bị bắt tới giờ, con đến thăm nó chưa? Dạ, chúng mà đi thăm, nhưng chúng lại rốt con vào đây rồi ạ. Mấy hôm nay trong này bàn toàn là chuyện của chú Trỗi. Chút nữa thì chú đã giết chết cho thằng Tuấn đó rồi. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi cháu? Dạ, 20 ạ. Em ơi, em có thiếu thốn gì không? Em còn áo đó, lấy cho chị bận đi. Chị ấy vào đây chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Chúng bắt người ta mà không cho mang theo một thứ đồ đạc gì hết ấy. Lại thằng Âm lên rồi. Lại con mày Châu. Lại con mày Châu. Đi đâu làm loạn thế đấy. Anh Trỗi người phát cầu công lý đó mà. Nguyễn Thị Châu. Đi. Đi đâu? Tao đã đi khắp các nhà tù ở miền Nam này rồi. Còn đi đâu? Làm gì đó, thầy Dân, được rồi, được đây. Không. Dạ, con đây. Làm gì vậy? Trời ơi, quá trời, chú ơi. Dạ, con đây. Dạ, cho nó đi. Dạ, con đây. Nít ba lớn vậy mà phải ở tù ở tội mà rồi bây giờ. Dạ, con đây. Dạ, con đây. Dạ, con đây. Dạ, con đây. Ngồi lại. Trả lại cho người ta đi. Trả lại đi. Trả cho nó đi. Làm gì lớn đâu. Trả đi. Còn phải suy nghĩ cái gì. Đi lính quốc gia không đủ tiền mua cái cam mang hay sao. Trả đi chứ. 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 Cô Quyên ơi, các chú biểu em xin cho cô trái cam. Cô có nhớ chú Trỗi không? Mẹ Dân ngoan quá. Thế Dân có nhớ chú Trỗi không? Có. Chú Trỗi đi tù rồi. Anh cho biết cảm nghĩ của anh khi quy thuận chính phủ quốc gia. Thế tôi là một sinh viên. Tôi mới vượt qua bức màn sắt của Cộng sản để vào đây với thế giới tự do. Những phút đầu tiên sống giữa Sài Gòn hoa lệ này quả là có nhiều khoái cảm rất đặc biệt. Người Mỹ đã mang đến đất đô thành này tất cả những cái văn minh nguyên tử, làm cho Sài Gòn đúng là một cái tủ kính trưng bày văn minh theo
kiểu Hoa Kỳ. Được hưởng chính sách triệu hồi của chính phủ, tôi rất là sung sướng, tự do. Mày làm quá như vậy thì không còn chính sách nhân đạo nào áp dụng nổi với mày đâu. Tao không những đập bể cái máy, mà nếu thằng chó đẻ đó có ở đây, tao còn đập bể sọ nó ra. Được, rồi mày biết. Vậy nha. Theo xong mang cho anh đi coi. Bảo là xà lim số 4 mừng ngày cưới của ảnh. Chậm một chút, mong ảnh vui lòng nha. Quà cưới của anh Lê Hồng Tư trong khám tử hình gửi ra cho chị. Chị vẫn nhớ mãi lời anh Tư nói trước tòa án. Tôi tiếc rằng không đủ lựu đạn để giết sạch lũ cướp Mỹ. Rồi suốt từ đó trở về khám tử hình, anh Tư và các đồng chí của ảnh hát rất to, hát to lắm. Chị nghe rất rõ giọng của ảnh. Chị cảm thấy anh Tư và các đồng chí của ảnh hiên ngang vô cùng. Anh chị hoạt động có nhau, còn em thì chả giúp gì được anh chuỗi. Em ân hận lắm vì chưa được anh tin cậy. Quyên lại muốn khóc rồi. Phải gan Quyên à. Anh trỗi rất tin em, chớ không tin sao lại thương em được. Anh chuỗi hay sửa em lắm. Sửa những gì? Em đối xử với cô bác xung quanh có gì vụng về anh sửa liền. Dù áo cầu kỳ anh cũng nói. Áo em mặc chỉ có hai màu thôi, màu xanh nước biển và màu trắng. Hai màu đó anh rất thích. Anh trỗi rất thương em, chính là đang dìu dắt em
em phải cố gắng. Đừng để mấy phiền lòng. Bọn địch hay lợi dụng chỗ yếu trong tình cảm của người vợ để làm mềm lòng chồng. Em nên cẩn thận. Cô muốn đi gặp chồng cô không? Lúc nào tôi cũng muốn gặp chồng tôi. Được. Cô nên khuyên anh ấy nhận tội đi. Tôi làm việc ở đây đã lâu năm. Tôi đã hằn gắn hạnh phúc cho bao nhiêu gia đình. Cô nên tin ở tôi. Anh Quyên, những người bị bắt đã về chưa em? Những người bị bắt đã về chưa? Tất cả được thả rồi. Chỉ còn có một mình em thôi. Anh không đau lắm đâu. Anh ngủ được. Chúng nó có đánh em không? Anh tha lỗi cho em. Hôm anh đi em có nói sẵn với anh một câu. Không. Tại anh cả. Tại anh. Anh không hề giận em. Anh thương em. Thương anh. Chị cứ ngồi tự nhiên. Tôi đến đây chỉ có vài cách. Cho anh chị mau chóng trở về đoàn tụ. Tôi rất ái ngại khi thấy anh chị cưới nhau mới được có 19 ngày. Ngăn ngủi quá. Tôi rất quý cái tánh khí khái của anh. Hồi trẻ tôi cũng bồng bột theo đuổi lý tưởng. Sao mới biết đó chẳng qua chỉ là lý thuyết hảo huyền thôi. Anh nên nghĩ đến hạnh phúc.
thương lấy người vợ trẻ và đẹp của anh. Đừng cưới người ta rồi để mặc đời người ta dở dang. Còn bọn Mỹ thì không ai có hạnh phúc cả. Anh có biết tội anh rất nặng không? Anh đã dám mưu sát một nhà lãnh đạo cao cấp bậc nhất của quê kỳ. Biết. Chính vì biết được giết một tên trùm đế quốc Mỹ nên tôi rất phấn khởi. Dù có phải hy sinh tánh mạng cũng vui lòng. Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu anh cứ như vậy thì vợ anh sẽ ngồi tù suốt đời. Tôi biết trong vụ này anh không phải là thủ phạm. Chỉ cần anh nhận một chút, lập được hồ sơ, tha ngay. Thả con Nguyên ra cho theo dõi. Thầy cho hỏi thăm anh Nguyễn Văn Trỗi.
tôi gửi cho anh Nguyễn Văn Trỗi. Ra ngoài kia đợi. Dẹp. Long ơi, Long à, Long, má đây nè, má đây. Sao? Tay con mất chưa? Con có khỏe không? Hả? Con nói gì? Gặp cái bà này. Anh hai ơi. Nè, bà cứ bảo con gái của bà chào cờ lấy một lần thôi. Công nhận cộng sản là bọn khủng bố là được tha ngay. Tội gì mà 4-5 năm nay cứ chạy hết nhà giam này đến nhà giam khác nuôi cô ấy cho nó khổ. Tôi sanh ra nó, tôi chỉ biết nuôi nó thôi. Còn nó có chào cờ của các ông hay không, nó cộng sản tốt hay xấu, tùy ở nó, tôi không bắt buộc nó nổi. Chồng tôi bị giam ở đây. Chốc nữa gặp ông, gặp mẹ, làm ơn cho tôi nhìn chồng tôi lâu lâu một chút. Kẹp, kẹp mai đây, tôi lại phải trở về Huế rồi. Hãy subscribe.
Không cần, tôi đi được. Anh trỗi. Ừ, anh trỗi. Anh trỗi đã về. Nhớ tăng nhìn. Nhớ tăng nhìn. Đó, kết quả chính sách mềm dẻo của ngài là như vậy. Ông chủ sự là thối chí rồi. Đối với người Mỹ chúng tôi, cứng như hạt nhân nguyên tử cũng phải bể. Cái quan trọng là bên ngoài đang có một phong trào lớn chống lại chúng ta. Vì thằng thợ điện này, ông hiểu chứ? Giết, xẹp hết. Con người trước cái chết ai mà không run sợ? Còn cái gì, thằng gì cổng sắp chết hả? Anh còn trẻ, vợ anh còn xuân lắm, không lo hạnh phúc gia đình thì nghe theo lời vợ cổng xúi dục làm gì bậy bạ. Giết Mỹ mà bậy bạ, tôi thấy tôi làm rất đúng. Làm gì mà đúng à? Nghe chúng nó xúi dục tù đó. Không ai xúi dục tôi cả.
đã rõ ràng rồi. Lợi đâu không thấy, chỉ thấy vào tù. Bây giờ ra tòa mà nhận lấy cái chết. Tôi nói với các người, tôi tìm giết bọn cướp nước thì dù có phải thương tật hay hy sinh cũng được. Tôi không thể sống như bọn tay sai, mong yên thân để làm hại đồng bào. Nói sai hả? Đời bọn này có khổ đâu, tiền tha hậu xài, vợ con sung sướng. Sống như các người tôi không thể nào sống nổi, sống như thế thà chết còn hơn. Chết đến nơi mà vẫn còn vướng. Nè, cái chân này nè, gãy cũng chỉ vì nghe theo lời Việt Cộng nó xúi giục, phải không? Các người thật là đáng ghê tởm. Theo luật 1059, tòa án dùng chứng thuật 2 tuyên án tử hình tội phạm Nguyễn Văn Trỗi. Tôi không có tội. Kẻ có tội là bọn Mỹ cướp nước và lũ bắn nước là các người. Giặc Mỹ đã xâm lược nước tôi. Chính thằng McNamara đã làm ra kế hoạch để chiếm dần miền Nam Việt Nam. Chính nó đã cho quân lính Mỹ tàn sát đất giả mang đồng bào tôi. Chính nó đã cho máy bay trút bom đạn rải chất độc hóa học tàn phá làng xóm quê hương tôi. Tôi yêu quý vô cùng Tổ quốc Việt Nam. Tôi chống Mỹ. Tôi không thể để cho bọn Mỹ dày xéo lên đất nước tôi. Tôi rất tiếc chưa giết được McNamara. Chúng mày có thể giết tao, nhưng không thể giết được 14 triệu đồng bào miền Nam. Nhân dân Việt Nam nhất định thắng. Không thể như thế được đâu. Nếu có việc gì thì họ phải báo cho tôi, cho phòng luật sư đi bào chữa cho anh ấy chứ. Xin ông làm ơn cứ gọi điện đến tòa án hỏi giúp cho một câu. Cô nghĩ cứ yên tâm, muốn xét xử thế nào thì cũng phải có luật pháp. Thank you.
em khóc nhiều lắm phải không? Ba má có mạnh không em? Em đã đi khắp mọi nơi tìm anh. Thầy đã đi tìm thuê luật sư để xin ân xá cho anh. Em gầy và xinh quá. Làm việc mệt lắm phải không? Anh tháo băng hôm nào vậy? Hôm 15. Quyên à, em về nói lại với thầy, đừng mướn luật sư, tốn tiền vô ích. Chốc nữa ăn, để thì giờ nói chuyện. Chúng ta cưới nha, chưa có lấy một buổi đi chơi như em đang ao ước. Anh bán mất nhẫn cưới rồi. Hôm đi chung mình thiếu ít gì điện, liên lạc với tổ chức không kịp nữa. Anh đừng nhắc chuyện đó nữa, hồi đó em kém cỏi quá. Má thương, con dạo này những đêm trăng có ai đờn cho các cháu hát không? Em chăm sóc bé Dân cẩn thận, mẹ nó bị tra tấn chết khi nó mới sanh được 6 tháng. Theo cho em đó, các chị trong tù dạy em đấy. Giỏi quá. Em gần các chị vài tháng nữa, chắc còn sẽ học được nhiều điều hay. Anh thuộc rồi. Lát nữa về sảnh đêm, anh sẽ ngâm 4 câu thơ này cho các anh trong tù nghe. Các chị còn dạy em nhiều bài hát khác nữa. Bài ca may áo này, bài ca hy vọng, tiếng hát người tử tù, ta đi tới, tiếng hát người cộng sản nữa. Cả tiếng hát người cộng sản nữa à? Tốt lắm. Em là công nhân, em phải biết ca những bài ca cộng sản. Hôm mới được kết nạp vào đoàn thanh niên, anh Hai hỏi anh: chú làm thợ điện, chứ trong nhà chú có bao nhiêu thứ đồ dùng xài bằng điện? Anh trả lời: không có gì cả, ban đêm vẫn thắp đèn dầu. Anh Hai cười nói: đó, những người làm ra ánh sáng mà không có điện xài, như thế có bất công không? Nếu tất cả thợ điện đều ngừng tay làm việc trong một phút, một phút thôi, thì cả thành phố sẽ tối om. Hết giờ rồi. Liệu em có được gặp anh lần nữa không? Chắc còn gặp. Em có thai phải không?
Em ráng sống như các chị trong tù, ráng vui lên. Nếu phải xa anh, thì dù hoàn cảnh nào, em cũng không sợ chúng nó. Em cố tìm mọi cách hoạt động cách mạng như các chị đã dạy. Hay. Hết giờ rồi. Quyền, ta đứng lên em. Tư đã bớt chưa con? Dạ, anh con đã đỡ má. Hồi còn trẻ như con, má cũng khổ đi các nhà tù nuôi ba con. Ba con cũng bị giam ở khám Chi Hòa. Má có mấy đứa con, nhưng má thương thằng Trỗi và đứa con gái trong tù hơn hết. Còn hai thằng con trai bây giờ ở ngoài Bắc sướng rồi. À, chị Quyên, chào. Cô Quyên. Chào bác anh. Yeah. Chú hai. Dạ Quyên. Anh Tư cháu gửi lời hỏi thăm chú đấy. Chú biết, cháu nên giữ gìn sức khỏe. Bây giờ cháu về ngay đi. Tình hình Sài Gòn căng lắm, có việc gì chú sẽ tìm cháu. Dạ. Chị ba với cháu Quyên về ngay đi nha. Cháu về nha chú nhé. Ờ, cháu về ngay đi nha. Dạ. Oh,
Gòn tổng đình công rồi anh em ơi. Sài Gòn mất điện rồi anh em ơi. Nè anh có biết mày bắt ra hại được bao nhiêu ai tại Mỹ được không? Cứ động đến người khác là con này chết đó. Nè các ông ơi, tổng đình ra ngoài lên vô tính làm sao đây hả? Đấu tranh hả mày? Hình như các ông giải phóng mẹ đúng, lại bắt ông thợ điện. Cô giấy. Anh hai, chị Châu đã vượt ngục an toàn, đang chờ anh. Chú vừa nói cho các đồng chí hay, kế hoạch đánh sân bay của tổ chú đội đã hoàn thành. Dạ. Thôi, đi. Có gì đâu không vậy? Tự anh Nguyễn Văn Tuổi vô thời hạn, ba mới đây, ba mới đây, ba mới đây.
Nay trường em có hội bàn bàn về chuyện đánh trối. Chị Nguyên nè, hôm nay chị là người sung sướng nhất Sài Gòn đó nha. Nhất định không thể đổi Sài Gòn được đâu. Chắc là phải đổi nước trung lập nào đó. Sướng nè. Dạ bạn thầy hai à. Ừ. Mẹ bắt Nam Nam mới lo dữ à. Chuyến này chị Nguyên lại được theo chồng ra Bắc đây. Sao mà đi được? Nè. Hả? Đã có mấy ông giải phóng đưa đi. Quyên ơi. Quyên. Dạ. Bác chữ nghĩa chẳng đọc được, nhưng thấy có hình hình ấy thì bác mua về. Nè, liệu mau mà đi đón anh ấy về đi. Xin chào ngài. Chào ông chủ sự. Anh có biết tin về Venezuela không? Nếu anh biết khắp nơi đang nổi dậy chống Mỹ, thì anh vui sướng biết chừng nào. Anh yêu quý, anh sẽ sống, anh sẽ được tiếp tục chiến đấu. Em lại được sống mãi bên anh. Chào thầy. Thầy cho tôi vào thăm anh Nguyễn Văn Trỗi. Hôm nay trong khám đón khách đặc biệt, không cho ai vô thăm. Thế thầy làm ơn cho tôi gửi cái lãng quà này vậy. Không được. Chiều vô. Thank you.
Anh Sáu, anh làm ơn đưa thư này cho vợ tôi. Tôi gửi cho anh lời. Lựa dừa chứ không thì chua trái cây của người ta. Mua thì phải lựa chứ. Trời ơi, chú sắp giết chồng cô rồi, sao cô lại quay ra? Không phải đâu, báo đang hoãn rồi. Người ta bảo chiều nay còn mang quà vào cho anh cơ mà. Cô lầm rồi, không phải đâu. Chúng nói lật lọng đó, chúng sắp đem giết ảnh rồi. Sao cô giết chồng tôi? Tôi vì đau đớn cho cảnh đất nước bị dày xéo nên tôi chống Mỹ. Tôi chống đế quốc Mỹ đã xâm lược miền Nam Việt Nam, đem bao đau thương tan tóc cho đồng bào tôi. Cầu Chúa tha tội cho. Không cần. Kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Tôi muốn sống và chiến đấu như một người cộng sản. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Ông đừng giết chồng tôi! Con giết tôi! Con sẽ mà! Hãy nhớ lấy lời tôi, đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mau năm, Hồ Chí Minh mau năm, Hồ Chí Minh mau năm, Việt Nam mau năm. Nếu phải xa anh thì dù trong hoàn cảnh nào em cũng không sợ chúng nó. Em ráng tìm mọi cách tham gia hoạt động cách mạng như các anh, các chị trong tù đã dạy dỗ hướng dẫn em.